Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Ở những video trước thì mình có giới thiệu đến anh em hai chiếc đèn treo màn hình giúp bảo vệ mắt đến từ thương hiệu Yili. Tuy nhiên mức giá của hai chiếc đèn đó có vẻ khá là cao đối với những cái anh em nào mà còn đang là học sinh sinh viên. Vì vậy trong video này mình muốn giới thiệu đến anh em thêm một mẫu đèn treo màn hình khác có mức giá mềm hơn nhiều mà cũng của Yili luôn. Ở ngay đây, trên phần vỏ hộp vẫn có cái logo của hãng. Bên dưới sẽ là tên của sản phẩm Yili Rechargeable Monitor Light Bar. Và hãng có in một số những cái dòng thông tin, chắc là để nổi bật cái phần tính năng. Thì đèn sẽ cho thời lượng sử dụng lên đến 150 phút. Kèm với đó có khả năng điều chỉnh góc chiếu linh hoạt. Và chỉ số hoàn màu sẽ là CRI 95. Phía sau sẽ là một số những cái thông số kỹ thuật của đèn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp nhanh sản phẩm. Và không thể thiếu đó chính là sách hướng dẫn sử dụng. Mình luôn khuyên anh em đọc thật kỹ phần này. Nếu mà anh em lười đọc thì có thể xem video của mình thôi cũng được. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng đèn luôn. Tiếp đó chúng ta sẽ có một sợi cáp Type-C để cấp nguồn cho đèn. Ở phiên bản này sẽ không có cái cục adapter như ở những phiên bản khác. Cuối cùng đây chính là chiếc đèn có tích điện đến từ thương hiệu Yili. Nói sơ qua một chút về thiết kế, đèn có chất lượng hoàn thiện khá tốt. Phần thân đèn bằng kim loại, đặc biệt phần chân kẹp được gắn liền với đèn luôn. Phía bên trái của thanh đèn sẽ có in tên của thương hiệu, còn bên phải sẽ là bảng điều khiển cảm ứng của đèn. Về phần chân kẹp thì phần tiếp xúc với màn hình máy tính đã được bọc silicone, nên sẽ giúp giảm tác động cũng như chống chày cho màn hình. Phần giá đỡ khá chắc chắn. Đèn Yili 3 tích điện này thì có thiết kế hình tam giác. Anh em có thể điều chỉnh góc xoay trong phạm vi 70 độ nên đèn cho góc chiếu khá linh hoạt. Có một lưu ý nhỏ là phần thân đèn có thiết kế hơi to nên mình nghĩ đèn sẽ phù hợp với những cái màn mà có viền không quá dày. Anh em nên sử dụng cho màn có kích thước từ 30 inch trở xuống là vừa đẹp. Phía sau của đèn chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C. Đèn thì có công suất 5W nên anh em có thể sạc đèn trực tiếp thông qua cổng USB trên màn hình máy tính hoặc là laptop cũng được nha. Bây giờ thì mình sẽ gắn đèn lên trên màn hình và trải nghiệm thực tế luôn. Về cách sử dụng thì cũng rất đơn giản. Ở trên bảng điều khiển thì chỉ có 3 nút bấm thôi. Cái nút bấm phía ngoài cùng bên tay phải sẽ dùng để bật tắt đèn. Còn ngoài cùng bên tay trái, cái nút mà có hình mặt trời sẽ dùng để điều chỉnh cường độ sáng. Theo mình test được thì sẽ có 3 mức độ sáng khác nhau. Ở giữa bảng điều khiển sẽ có một cái nút hình chữ M. Cái nút này thì dùng để điều chỉnh nhiệt độ màu, lần lượt từ trắng sáng sang vàng trắng và cuối cùng là vàng đậm. Nói chung cách sử dụng của đèn chỉ có đơn giản như vậy thôi. Vì đây là phiên bản có mức giá khá tốt nên anh em sẽ bị lược bỏ một vài thứ. Thứ nhất là anh em sẽ không có cái bộ điều khiển giờ bên ngoài. Thứ hai là sẽ không có cái giải đèn nền phụ RGB ở phía sau. Và thứ ba là anh em sẽ không có những cái tùy chỉnh ở trên app như ở những cái phiên bản khác. Khi anh em làm việc trong môi trường không gian có ánh sáng không tốt thì việc đầu tư một chiếc đèn treo màn hình như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Và với mức giá chỉ 699.000 cho một chiếc đèn treo màn hình giúp bảo vệ mắt thì còn chần chờ gì nữa mà không đặt hàng ngay. Nếu anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.